Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 23 giờ hàng ngày. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Tới đây Tây Ninh sẽ có nhiều dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao được triển khai, những dự án chăn nuôi có quy mô lớn do các tập đoàn kinh tế đầu tư theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các tập đoàn kinh tế. Tập đoàn The Hill Hà Lan và Tập đoàn Hùng Nhân khảo sát nghiên cứu đầu tư một số dự án lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Tây Ninh. Tập đoàn Hùng Nhân dự kiến đầu tư xây dựng các dự án về lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Công ty cổ phần nông nghiệp 3F Việt Nam thực hiện dự án tổ hợp sản xuất và chế biến thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, công suất 50.000 tấn thịt một năm. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk thực hiện dự án tổ hợp nhà máy sữa và trang trại bò sữa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, bao gồm nhà máy chế biến sữa công suất 36 triệu lít một năm và trang trại bò sữa số 2 quy mô 8.000 con. Kết thúc ngày 3 tháng 6, 25 trường trung học phổ thông đã hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 bằng hai hình thức gồm thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển. Các thí sinh dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha ngày 3 tháng 6 cũng đã hoàn thành các môn chuyên kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Theo các thí sinh cho biết, đề thi các môn chuyên có nhiều câu hỏi mở, câu hỏi nâng cao hơn so với các môn không chuyên. Dự kiến ngày 15 tháng 6 năm 2023 sẽ công bố kết quả thi. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến 15 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2023, thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Liên quan đến thông tin gần 2 triệu xe cá nhân đến 9 chỗ được giãn kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có thông báo hướng dẫn tới người có nhu cầu. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay trên web tra cứu xác nhận thời hạn giấy chứng nhận và tem kiểm định đã có thông tin của tất cả các xe được gia hạn theo quy định. Tuy nhiên, do việc tạo ra các tệp tin có ký số của giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe này mất nhiều thời gian, nên chưa thể có sẵn cho tất cả các phương tiện tại thời điểm này. Do đó, Cục đăng kiểm Việt Nam đặt ưu tiên tạo tệp tin giấy xác nhận cho các xe có thời hạn kiểm định gần nhất trước. Trong ngày 3 tháng 6 sẽ cho phép tải tệp của các xe có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2023. Các xe có thời hạn kiểm định đến 30 tháng 6 năm 2023 sẽ được đưa lên hệ thống trước ngày 10 tháng 6 năm 2023 và dự kiến hoàn thành công việc tạo tệp tin cho toàn bộ các xe trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 đề nghị chủ phương tiện vào trực tiếp trong web có địa chỉ gia hạn xcg.vr.org.vn Sáng ngày 4 tháng 6 tại Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ xuất quân học kỳ quân đội lớp thứ nhất năm 2023. Giúp một sân chơi lành mạnh, một môi trường rèn luyện nghiêm túc cho các em, Học kỳ trong quân đội năm 2023, lớp thứ nhất thu hút 100 chiến sĩ nhí tham gia. Giới phương trăm đi rèn luyện về trưởng thành. Lớp thứ nhất này sẽ kéo dài trong 8 ngày, từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023. Các chiến sĩ nhỏ sẽ được trải nghiệm môi trường quân ngũ tại trung đoàn 174 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong năm tháng đầu năm, có 88.040 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số doanh nghiệp này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng 47,1%, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 42%, dịch vụ lưu trú dạng uống tăng 32,8%, vận tải kho bãi tăng 28,6%, xây dựng tăng 25,5%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng, Kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Ngay trong ngày đầu 3 tháng 6, thông tư 08 về việc tự động giãn chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô gia đình có hiệu lực đã có 3,6 triệu lượt người dân tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định gấp 2,57 lần so với con số 1,4 triệu xe thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Cũng trong hai ngày 3 và 4 tháng 6, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã tải lên hệ thống 6.435 bản giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định của các phương tiện có hạn kiểm định thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Tuy nhiên, do lượng truy cập tra cứu quá lớn đã khiến trang web Cục Đăng Kiểm Việt Nam nhiều lần bị quá tải, Cục này khuyến cáo để tra cứu thông tin xác nhận thời hạn trên, chủ xe nên vào trực tiếp đường link HTTPS 2.2 xuyệt gia hạn scg.vr.org.vn và chỉ nên tra cứu khi phương tiện gần hết hạn kiểm định. Bộ Giao thông Nhà tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố tăng cường việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trả kết quả được thực hiện trực tuyến, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe. Số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến đổi giấy phép lái xe phát sinh chủ yếu từ tháng 3 năm 2023, sau khi có nhiều cơ sở y tế hoàn thành kết nối cung cấp dữ liệu điện tử khám sức khỏe người lái xe. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên tổng số hồ sơ cấp đổi còn thấp, một số địa phương triển khai còn chậm, chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến. Theo hãng tin CNA, sáng nay các quan chức cấp cao từ hơn 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới đã tổ chức một cuộc họp kính bên lề đối thoại Shangri-La lần thứ 20 đang diễn ra tại Singapore. Tham dự cuộc họp có bà Adriel Hannes, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, đồng thời là người đứng đầu cộng đồng tình báo nước này. Lãnh đạo các cơ quan tình báo của Trung Quốc và Ấn Độ cũng tham dự sự kiện. Cuộc họp như vậy đã được chính phủ Singapore chủ trì và tổ chức kính tại một địa điểm riêng biệt song song với đối thoại Sanila trong nhiều năm. Tuy nhiên, trước thềm Sanila năm nay, không có thông tin nào về việc cuộc họp sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, theo nguồn tin của CNA, đây là sự kiện cố định quan trọng trong chương trình nghị sự chìm quốc tế. Sáng ngày 4 tháng 6, tàu vũ trụ Thần Châu 15 đã trở về trái đất an toàn sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 tháng. Theo giới chức Trung Quốc, tàu vũ trụ Thần Châu 15 chở ba phi hành gia đã rời khỏi trạm vũ trụ của Trung Quốc vào lúc 21 giờ 29 phút giờ Bắc Kinh. Tàu hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong ở khu vực Nội Mông của Trung Quốc. Tàu Thần Châu 15 được phóng vào không gian vào ngày 29 tháng 11 ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Trong những tháng qua, các phi hành gia của tàu đã hoàn tất bốn hoạt động bên ngoài tàu, thiết lập kỷ lục của Trung Quốc về số lần đi bộ bên ngoài không gian. Hiện cả ba phi hành gia của Trung Quốc trên tàu Thần Châu 15 đều ở trong tình trạng sức khỏe ổn định bước vào mùa cao điểm của du lịch hè ở châu Âu, thường bắt đầu từ tháng 7 đến đầu tháng 9. Nhiều địa điểm du lịch tại khu vực này lại phải đối mặt với tình trạng quá tải du lịch. Nhiều nơi đã bị tàn phá nặng nề vì lượng du khách khổng lồ đổ về mỗi ngày và buộc phải đưa ra những biện pháp kiểm soát mạnh tay. Đầu tháng 5, một hàng rào gỗ đã được dựng lên ở bờ hồ Holstattersee, một địa điểm check-in nổi tiếng của khách du lịch khi đến hòn ngọc nước áo Holstay. Nhiều du khách đã rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh này. Xây dựng hàng rào gỗ là một quyết định bất đắc dĩ của chính quyền Holstay, khi mà mỗi ngày ngôi làng cổ tích này đón tới cả chục ngàn khách tham quan, một con số lớn gấp nhiều lần so với dân số chỉ gần 900 người tại đây. Nhiều người dân đã nộp đơn khiếu nại muốn được trả lại không gian yên bình vốn có, thay vì những đám đông đứng dàn trải, xếp hàng đến được chụp hình, gây ra quá nhiều tiếng ồn. Điều này chỉ xảy ra nếu đây không còn là địa điểm khách du lịch đổ tới chụp ảnh nữa. Chúng tôi đã nói hãy thử xem và quyết định dựng hàng rào, dù nó có trông không đẹp và ảnh hưởng tới cảnh quan. Do vấp phải nhiều phản đối, hàng rau gỗ sau đó đã bị tháo bỏ. Thay vào đó, chính quyền Holstein đã áp đặt giới hạn số lượng phương tiện xe buýt và ô tô có thể vào thị trấn mỗi ngày. Holstein không phải là điểm đến châu Âu duy nhất phải đối mặt với tình trạng quá tải du lịch. Việc một lượng lớn du khách đổ về các địa điểm du lịch nổi tiếng đã gây ra không ít vấn đề cho các địa phương. Cuộc sống người dân địa phương đang bị tàn phá, mọi thứ dường như chỉ dành cho khách du lịch. Ví dụ, người dân gần như không thể mua hay thuê được nhà vì mọi nơi đều được tận dụng làm nhà nghỉ homestay. Tình trạng quá tải khách du lịch cũng như những hệ lụy của nó đã buộc nhiều chính quyền phải đưa ra những giải pháp kiểm soát du khách. Gần đây nhất, chính quyền Marseille của Pháp đã đặt lệnh hạn chế tại các địa điểm chụp ảnh check-in nổi tiếng. Tại Italy, chính quyền Venice đã cấm các tàu thuyền du lịch còn thị trấn Botofino ở Riveria quy định mức phạt 270 euro cho bất cứ du khách nào bị bắt gặp lang thang trên cầu cảng quá lâu trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút sáng đến 18 giờ chiều. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.